Chào mừng các bạn trong chương trình Nét đẹp quê hương. Chương trình Nét đẹp quê hương tại thành phố San Francisco, California nhằm giới thiệu những tác phẩm thơ nhạc tôn vinh nét đẹp quê hương Việt Nam, tình yêu quê hương, tình yêu học trò thủa áo trắng. Các bạn có thể gửi những bài thơ phổ nhạc hay những tác phẩm âm nhạc của các bạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu trong chương trình Nét đẹp quê hương để mọi người cùng thưởng thức. Kính mời các bạn yêu thơ nhạc tham gia cho đông vui nhé. Email của chúng tôi là sffeedingroom@yahoo.com. Cảm ơn các bạn thật nhiều.